con trai chung của thanh đoàn hà trí quang gần 2 tuổi đã nhờ được nhóc thì điển trai giống hệt ba mới đây thanh đoàn đã chia sẻ lên trang cá nhân một đoạn video về con trai là bé ca ca theo đó khi thấy anh về nhà nhóc thì đã kêu ba lại ghế ngồi ngoan ngoãn giúp ba tháo khẩu trang và nón để gọn gàng trên bàn bé ca ca còn thân mật ôm hôn thanh đoàn hành động của con trai khiến thanh đoàn hạnh phúc anh chia sẻ lột khẩu trang rồi nón để lên bàn gọn gàng nhờ được rồi bên dưới video nhiều khán giả đã để lại lời khen thanh đoàn và hà trí quang dạy con tốt đồng thời bé ca ca cũng được nhận xét ngoan ngoãn điển trai giống ba các bình luận từ khán giả thương quá đi ca ca đẹp trai giống ba quan quá trời luôn ba dạy con dễ thương ngoan hiền nhìn ba con cưng lắm luôn chúc cả nhà khỏe mạnh lớn lên thành tài tử nổi tiếng giống ba quan bé ca ca được nhận xét điển trai giống ba mỗi lần hà trí quang muốn ăn món gì thanh đoàn cũng chịu lòng bạn đời và tự xuống bếp nấu anh còn tiết lộ hai con chung rất thích ăn món bà nấu. Mới đây, Thanh Đoàn đã chia sẻ lên trang cá nhân một đoạn video cùng bạn đời Hà Trí Quang và hai con chung ca ca, mụi mụi. Cặp đôi cùng hai nhóc tỳ đều diện áo bà ba đậm chất miền Tây Nam Bộ. Bé mụi mụi còn nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện đồ truyền thống cực xinh xắn, được ba cho mang phồng vàng đầy tay và đeo dây chuyền ngọc trai. Khán giả còn nhận xét ái nữ nhà Hà Trí Quang giống bà hội đồng nhí có xuất thân giàu sang và quyền lực thời xưa. Trong video. Thanh đoàn còn thể hiện tài nấu ăn cực khéo léo, chuyên nghiệp. Anh cho biết Hà Trí Quang thèm món tàu phớ nên đã chịu lòng bạn đời, tự tay xuống bếp nấu. Thanh đoàn còn bột bạch ca ca và muội muội rất thích ăn những món ba nấu, khiến anh cảm thấy rất ấm lòng. Bạn đời của Hà Trí Quang bày tỏ, trộm phí một điều là khi tôi nấu món gì, thì ca ca và muội muội đều rất thích ăn. Tôi rất thích những hình ảnh như vậy. Đôi khi ở thời điểm này mình cảm thấy bình thường. Nhưng một ngày nào đó, ca ca và muội muội bắt đầu lớn dần theo năm tháng, thì những hình ảnh, những video này sẽ được hai bé xem lại. Nghĩ tới thôi thì đã cảm thấy vui trong lòng. Con gái của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn được ví như bà hội đồng. Bên cạnh công việc nghệ thuật và kinh doanh, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang còn thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống hàng ngày. Thanh Đoàn luôn chiều lòng Hà Trí Quang, tự tay vào bếp làm những món ăn bạn đời muốn. Anh cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự đám đang, tài nấu nướng khéo léo.